Kính chúc các thầy giáo, cô giáo có những ngày 20 tháng 11 thật ý nghĩa, thật hạnh phúc. Con chúc các thầy giáo của thành phố hôm nay như là sang. Xin được cảm ơn hôm nay học sinh. Bé chững chạc bước vào đời. Có ai lớn khôn trưởng thành mà không nền giáo dục? Không có gì phải đắn đo khi nói rằng nghề dạy học là nghề người giáo viên, người giữ lửa, truyền nghề xứng đáng có vị thế quốc sư. Lao động của thầy cô giáo có giá trị cao đẹp ở chỗ là tạo ra những con người có ích cho gương mà mình từng học tập, từng trải qua thời niên thiếu với một tình cảm tốt đẹp và lòng biết ơn sâu bục giảng. Chúng ta cũng đã hiểu được phần nào những cống hiến thầm lặng của các thầy các cô với sự nghiệp tròn đời. Và cô Mai Thị Kim Phượng hiện là hiệu trưởng trường tiểu học Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Xin... xuất hiện trong đoạn phim ngắn vừa rồi. Dạ, đầu tiên thì Phương Thảo rất cảm ơn các thầy cô đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay, có mặt ở đây. Dạ thưa cô, trong đoạn phim giới thiệu vừa rồi thì cũng đã giới thiệu là cô đã có những kỷ niệm nào đã để lại trong lòng cô, những ấn tượng sâu sắc mà mình không thể nào quên ạ? Ban lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý thầy cô có mặt trong tháng học ngày hôm nay. Dạ, nhà và của các em học sinh trường Lê Hồng Phong vừa biểu diễn. Và khi bắt đầu bắt tay vào việc thì đội ngũ chúng tôi mặc dù là rất là mong manh, ít người nhưng đã đồng tâm hợp lực yêu nghề, sự tận tâm tận tụy với học sinh, làm việc với em vui lắm, tại vì cái ước mơ từ nhỏ của em á là em rất thích được làm cô giáo, tự làm học lớp năm. Khi đó thì em suy nghĩ là mình là một giáo viên trẻ mới ra trường thì em đồng ý nhận nhiệm sở và đi về trường. Rồi khóc. Sao không rồi thật? Em thương với thầy. Em không do dự nữa. Em nói là dạ thưa thầy, em đồng ý nhận lương. Sau đó thì em tiếp xúc với các bé. Em không hiểu gì trơn. Tại vì mình được học với trẻ bình thường mà. Bây giờ thì tiếp xúc với những em có hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Rồi các em diễn đạt những cái ý tưởng bằng ký hiệu ở trường, giúp đỡ cho em, chỉ dạy cho em. Dần dần thì em tiếp cận được với các bé. Và quý thầy cô giáo, một em học sinh thân mến, thì trường trung học có tâm mạnh khi nó có thể dạy truyền thống để có học tốt và hơn 60 năm nay ở thành phố của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vô cùng bay các bạn ngành học thể dục ra một là các thầy cô giáo nhận dạy tận tâm, hai là các học sinh có thể đến khen ngoan. Chúng ta hành gì ở đâu vậy trời? Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương và đảng trẻ thành phố từ gọi năm 2018 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố. Điều 2, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố, giám đốc sở giáo dục và đào tạo và các cá nhân có tên tại đây. Xin quý vị đại biểu cho một tràng pháo tay để chúc mừng 50 thầy cô đạt trẻ thành phố từ gọi. Đồng chí Huỳnh Phương Hùng, phó giám đốc sở nội vụ, trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố, xin trân trọng kính mời. Mời
mời cô Lê Thị Hạnh Dung, hiệu trưởng trường tiểu học. Mời thầy cậu Quang Tú có hiệu.